Liên quan đến vụ biến núi đá vùng đệm di sản Vịnh Hạ Long thành hòn non bộ, mới đây Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital tạm dừng thi công dự án khu đô thị lấn biển có nguy cơ làm ảnh hưởng đến Vịnh Hạ Long. Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh đã phát đi văn bản về việc kiểm tra dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh do công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital làm chủ đầu tư. Tại văn bản này, Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn đỗ gia Capital tạm dừng thi công dự án, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, đơn vị thuộc UBND thành phố Cẩm Phả để thực hiện các nội dung liên quan trong công tác quản lý nhà nước và các quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả cũng giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân phường Quang Hành và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường thi công dự án khu đô thị tại khu 10B, làm rõ nội dung phản ánh của một số bài báo liên quan đến quá trình thi công của dự án. Trước đó, Ban quản lý Vịnh Hạ Long Quảng Ninh đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa và Thể thao và Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả về việc chủ đầu tư dự án khu đô thị đổ đất xuống biển tại khu vực vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Dự án trên do công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ ra Capital làm chủ dự án. Dự án đã cho đổ đất trực tiếp không có kẻ vây xuống khu vực biển thuộc vùng đệm di sản Vịnh Hạ Long. Việc này gây ô nhiễm môi trường nước ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu di sản thiên nhiên và Vịnh Hạ Long.